lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thầy trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cùng pháp với chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Đấng pháp vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy giải khắp trời người cha lành chung bốn loài. Quy y tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tan than ức kiếp không cùng tận. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông khó thể nghĩ bàn. Lưới đế châu ví tựa đạo tràng, mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Trước bao tòa thân chúng con anh hiền, cúi đầu xin thể nguyện quy y. Chí tâm đánh lễ Nam mô tận hư không biên, pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật. Tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ Tam Bảo. Chí tâm đánh lễ Nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đánh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Xong
pháp giới ở đầu tràng mười phương. Hiện thành mấy bao kiết tường chư Phật rõ biết ngọn hương chỉ thiền pháp thân toàn thầy hiện tiền chứng minh hương nguyện phước liền ban cho. Nam mô hương nhân cái Bồ Tát. Nam mô hương nhân cái Bồ Tát. Nam mô hương dân cái Bồ Tát. Nam mô thập phương thường trụ tam bào. Nam mô thập phương thường trụ tam bào. Nam mô thập phương thường trụ tam bào. Cuối lại đấng tam giới tôn quy mãn cùng mười phương Phật. Con nay phát nguyện rộng thọ trì lương hoàng sam pháp. Trên đền bổn ân nặng dưới cứu khổ tâm đồ. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề. Hết một bao thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp thầm sâu rất nhiệm màu trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đặng chuyên trì tùng nguyện tỏ như lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
bi đạo tràng lương hoàng sam pháp. Chương thứ bảy nói rõ quả báo. Lại nữa, lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy tam bảo. Nguyện xin tam bảo rủ lòng đại từ đại bi cứu hộ hết thảy chúng sanh hiện đang chịu khổ và sẽ chịu khổ trong sáu đường, khiến các chúng sanh ấy liền được giải thoát, đem sức thần thông diệt trừ ba đường ác và nghiệp địa ngục, khiến các chúng sanh ấy từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật hoàn toàn không đọa trở lại trong đường ác, xả thân khổ bao, được thân kim cang tứ vô lượng tâm lục ba la mật, thường được hiện tiền tư vô ngại biển sâu, sức thần thông như ý tự tài, dòng mạnh tinh tấn không thôi không nghỉ, cho đến khi mạng thập địa trở lại độ thoát hết thảy chúng sanh. Từ bi đạo tràng lương hoàng sam pháp. Chương thứ bảy nói rõ quả báo. Tiếp theo, ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại phải chí thành đánh lệ, nhất tâm lắng nghe. Lúc bây giờ Phật ở thành Dương xa, trong vườn trúc ca lan đà, ngài Mục Kiền Liên từ thiền định đứng dậy, đi dạo trên bờ sông Hằng, thấy các ngã quỷ chịu tội không đồng nhau. Khi ấy các ngã quỷ đồng sinh lòng cung kính, đến hỏi ngài Mục Liên về nhân duyên đời trước. Một ngã quỷ hỏi rằng: tôi một đời lại đây thường bị đói khát, muốn vào nhà sĩ lấy phần mà ăn, trên nhà sĩ đã có con đại lực quỷ lấy gậy đánh tôi, tôi không đến gần nhà sĩ được, vì cớ gì mà tôi mắc phải tội ấy? Ngài Mục Liên đáp rằng: đời trước lúc làm người, người làm chủ chùa, có khách tỳ kheo đến xin ăn, người kêu kiết không đãi khách ăn, chờ khách đi rồi người mới cho các thầy thường ở trong chùa ăn. Vì ngươi vô đạo tham tiếc của chúng, do nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy, đó là quả báo. Còn quả báo sẽ ở địa ngục. Lại có một ngã quỷ hỏi ngài Mục Liên rằng: tôi một đời lại đây
Trên dây có cái bình đồng lớn, đựng đầy nước sôi. Tôi tự lấy gao múc sôi từ trên đầu xuống. Đau khổ vô cùng không thể chịu được, tôi vì tội gì mà phải như thế? Ngài Mục Liên đáp rằng lúc làm người, ngươi làm duy na trong chùa, xem việc trong đại chúng. Có một bình xưa ngươi giấu chỗ kinh, đúng giờ không đem chia cho chúng, đợi khách đi rồi mới đem chia cho các người trong chùa. Sữa là vật chiếu đề thuộc của chúng tăng trong mười phương, mọi người đều có phần vì ngươi vô đạo. Tham tiếc của chúng do nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Đó là quả báo, quả báo sẽ ở địa ngục. Lại có một ngã quỷ hỏi Ngài Mục Liên rằng: tôi một đời trở lại đây, thường nuốt những hoàng sắc nóng, vì những tội gì mà phải như vậy? Ngài Mục Liên đáp rằng: lúc làm người, ngươi làm một vị sa di nhỏ, lấy nước trong sạch khuấy đường khoèn cho chúng. Đường phèn cưng răng, ngươi sinh tâm trộm cắp, đập nhỏ lấy chút ít, đại chúng chưa uống. Ngươi đã uống trộm trước một hốt, do vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Đó là quả báo, quả báo sẽ ở địa ngục. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, nghe những việc Ngài Mục Liên đã nghe đã thấy, rất đáng sợ hãi. Chúng con có thể làm những tội ấy vì vô minh ngăn che, chúng con không tự nhớ biết. Giả sử như chúng con đã tạo vô lượng tội nghiệp như vậy, đời sau quyết phải thọ lãnh quả báo đau khổ ấy. Vậy nên bây giờ phải chỉ tâm tha thiết đầu thành đánh lệ, hổ thẹn cầu xin sám hối. Nguyện trừ diệt sạch những tội lỗi ấy, và nguyện xin sám hối thế cho hết thảy ngã quỷ, khắp mười phương tận hư không giới. Lại nguyện xin sám hối thế cho các cha mẹ và các sư trưởng. Nguyện xin sám hối thế cho các bậc đồng đàn tôn chứng thượng trung hạ toàn. Nguyện xin sám hối thế cho tất cả thiện ác tri thức rộng ra cho đến khắp cả mười phương. Tận hư không giới, vô cùng vô tận hết thảy chúng sanh trong tứ sanh lục đạo. Những tội đã làm nhân nay sám hối mà được trừ diệt, những tội chưa làm thề không dám làm. Nguyện xin mười phương chư Phật chứng biết cho chúng con.
lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thải tam bảo. Nguyện xin tam bảo rũ lòng đại từ bi, cứu vớt hết thải chúng sanh khắp mười phương hiện đương chịu khổ trong đường ngã quỷ. Lại nguyện xin cứu vớt hết thải chúng sanh khắp mười phương hiện đương chịu khổ vô lượng trong đường địa ngục, trong đường súc sinh và trong nhân loại, làm cho các chúng sanh ấy liền được giải thoát đoạn ba nghiệp chướng trừ năm sợ hãi, chưng tám giải thoát dùng bốn hoằng thể, độ thoát chúng sanh đảnh lễ Thế Tôn, thừa thịnh giáo lý vi diệu không rời đương xứ. Sạch hết hữu lậu tùy tâm tự tài, dạo khắp cõi Phật nguyện hạnh nguyện viên mãn chóng thành chánh giác vậy. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, lại chỉ thành lắng lòng mà nghe lúc bấy giờ. Phật ở thành Dương xa, phía đông nam có một hồ nước, bao nhiêu tiểu dải ô uế đều chảy vào hồ ấy, hôi thui không thể đến gần được. Có một con trùng lớn sinh ở trong hồ ấy, thân dài mấy trường, không có tay chân quằn quại lăn lóc, hàng ngàn người đến xem. Ngài A Nan thấy vậy về bạch Phật, Phật và đại chúng cùng nhau đến hồ ấy xem. Đại chúng nghĩ rằng: nay đây Đức Như Lai sẽ nói rõ đầu đuôi việc con trùng ấy cho mọi người nghe. Phật bảo đại chúng: sau khi Đức Phật duy vệ nhập Niết Bàn rồi, có 500 thầy tỳ kheo đi qua một ngôi chùa. Lúc ghé vào chùa, chủ chùa rất hoan hỷ vui mừng, mời đại chúng ở lại để cúng dường. Ông hết lòng thết đại, không tiếc món gì. Sau đó có 500 người đi buôn vào biển lấy ngọc. Lúc về cũng ghé lại chùa, các người ấy thấy 500 thầy tỳ kheo tu hành tinh tấn liền hân hoan, phát tâm cúng dường mới cùng nhau nghĩ rằng: phước điền khó gặp, chúng ta nên cúng dường lễ mòn. Mỗi người cúng một viên ngọc, cộng được 500 ma ni châu, đem gửi chủ chùa. Sau đó chủ chùa sinh tâm không tốt, lập mưu muốn đoạt lấy một mình, không đem ra cúng dường chúng tăng. Đại chúng mới hỏi: ngọc châu của khách buồn bô thì nên đem ra cúng dường đại chúng. Chủ chùa đáp rằng: ngọc châu ấy cúng cho ta, nếu các ngươi muốn đoạt thì có phần huệ cho các ngươi, nếu các ngươi không đi ngay bây giờ, ta sẽ chặt tay chân các ngươi quăng vào hầm phần,
Đại chung nghĩ thương người ấy quá ngu si, bèn làm thân bỏ đi vì tội ác ấy. Nên nay chủ chùa kia phải làm thân trùng này, sao sẽ vào địa ngục chịu vô lượng đau khổ vậy. Lại nữa, khi ấy Phật ở thành Dương Xá, thấy một chúng sanh có cái lưỡi rất dài lớn, có đinh sắt đóng vào lưỡi, lửa phát cháy hừng hực, chịu đau khổ suốt ngày đêm. Ngài Mục Liên bèn hỏi Phật: chúng sanh ấy vì tội gì mà chịu khổ như vậy? Phật đáp: người ấy xưa kia từng làm chủ chùa, hay măng nhiếc xua đuổi các thầy tỳ kheo, ở lâu trong chùa hay khách tăng mới đến cũng vậy, mà không cho ăn uống, không bình đẳng cúng dường vì nhân duyên ấy, nên nay mắc phải tội như vậy. Lại có một chúng sanh thân thể dài lớn, trên đầu có cái vạc nước đồng sôi, bốc lửa cháy hừng hực, nước đồng sôi chảy tràn ra tứ phía, chảy khắp thân thể chúng sanh ấy nương hư không mà đi mãi không nghỉ. Ngài Mục Liên hỏi Phật: chúng sanh ấy vì tội gì mà phải chịu khổ như thế? Phật đáp: người ấy đời xưa làm trí sử ở chùa, đang việc cúng dầu thấp, trí sử không chia cho khách tăng, đợi các thầy khách tăng đi rồi, sau đó mới chia cho các thầy thường ở trong chùa. Vì nhân duyên ấy nên nay mới người ấy mắc phải tội như vậy. Lại có một chúng sanh bị các hoàng sắc cháy đỏ hừng hực, từ trên đầu mà vào, từ dưới chân mà ra, nương hư không mà đi, người ấy đau khổ vô cùng, không thể chịu được. Ngài Mục Liên hỏi Phật: chúng sanh ấy vì tội gì mà phải chịu khổ như vậy? Đức Phật đáp rằng: người ấy đời trước làm ông Sa Di, có trộm bãi trai me trong vườn chúng tăng. Sau khi chết rồi, Sa Di ấy đã chịu vô lượng khổ trong địa ngục. Nay nghiệp báo chưa hết hay còn dư ương, nên phải chịu khổ như vậy. Lại có một con ca lớn, một thân trăm đầu, mỗi đầu một khác, bị sa vào lưới người. Thế Tôn thấy vậy, bèn nhập định từ tâm tam muội, gọi con ca ấy, ca ấy tức thời ứng khẩu trả lời. Thế Tôn hỏi ca: mẹ ngươi ở đâu? Mẹ tôi làm con trùng rút trong nhà si. Phật bảo các tỳ kheo, lúc Phật ca diếp ra đời, con cá to lớn này làm gì tam tạng tỳ kheo?
Vì ác khẩu nên chịu quả bao nhiêu đầu, mẹ nó bây giờ thọ hưởng lợi dưỡng của nó. Nên đọa làm con trùng rút trong cầu tiêu. Phật giải tiếp rằng mắc phải quả bao ấy đều do chúng sanh ác khẩu. Lời nói lời thô thao cứng sằn, tuyên truyền bị thử, làm cho hai bên tranh đấu loạn lạc lẫn nhau. Chết rồi vào địa ngục, bị ngục tốc đốt đỏ, cái bể sắt trong ngoài nóng đỏ như nước đầm sôi, để nung cái lưỡi người có tội. Quỷ lấy đốt đỏ móc sắt, móc có ba lưỡi sắc bén như mũi nhọn, để đoạn cái lưỡi của tội nhân. Lại kéo dài cái lưỡi ra như trâu kéo cài, lại đốt đỏ cái chài sắt dẫm vào yết hầu. Trải qua ngàn vạn kiếp, tội hết mới ra khỏi địa ngục làm loài chim muôn. Phật dạy, nếu có chúng sanh nào đàm luận việc vua chúa, chính trị cha mẹ và sư trường, thì tôi lại còn nặng hơn. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, nghe Phật giải lời ấy rất đáng sợ hãi. Bây giờ đại chúng đã thấy rõ ràng, thiện ác hai đường không sai, tội phước và quả bao chắc thật quyết định, không còn nghi ngờ gì nữa. Vậy nên hết lòng hổ thẹn siêng năng tu hành cầu xin sám hối. Đại chúng đã cùng nhau xem kinh, đã đồng thấy những việc như trên. Nếu không cố gắng lời biên muôn thối lui, thì việc tu hành không do đâu mà có kết quả. Ví như người nghèo thiếu, lòng thèm khát các vị cao lương, mà thực tế không có một vị nào, thì rốt cuộc cũng không có ích gì cho sự thèm khát khổ não kia. Cho nên biết rằng, người nào muốn cầu có pháp môn nhiệm màu thù thân, muốn độ thoát hết thảy chung sanh, người ấy không thể nói suông rằng, tôi chỉ tu tâm mà được. Người ấy cần phải có tâm, mà cũng cần phải thực hành bằng sự tướng nữa mới được. Cần phải có sự có lý, sự lý đi đôi, công việc mới có kết quả hoàn toàn, thành tựu viên mãn vậy. Vậy nên đại chúng phải nỗ lực tinh tấn tu hành, cần xin sám hối, cộng nhau chí tâm tha thiết đầu thành đánh lễ tam bảo. Nguyện xin thay thế hết thảy chúng sanh trong đường địa ngục, đường ngã quỷ, đường súc sinh và đường nhân loại mà cầu xin sám hối. Lại nguyện vì cha mẹ sư trường, thiện ác tri thức và cùng hết thảy bà con mà cầu xin sám hối. Những tội đã làm rồi nguyện xin trừ diệt, những tội chưa làm thì không dám làm. Nhất
tâm đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi phụ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lặc Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đề Sa Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Minh Diệu Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Trì Mạng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Công Đức Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thị Nghĩa Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đăng Diệu Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hưng Thịnh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Dược Sư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Nhu Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bạch Hào Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Kiên Cố Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phước Quay Đức Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bất Khả Hoài Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Tướng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô La Hầu Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Chúng Chủ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phạm Thanh Phật.
nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Kiên Tây Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bất Cao Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tát Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Sơn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Cang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tượng Chúng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Úy Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Chân Bảo Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tử Phan Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tử Tát Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tầng hư không giới hết thải tam bảo. Nguyện xin tam bảo dùng đại từ bi lực đại trí huệ lực vô lượng tự tại thần lực không thể tư nghị độ thoát nhất thiết chúng sanh lực trong lục đạo diệt trừ hết thải đau khổ cho chúng sanh trong lục đạo khiến các chúng sanh ấy đoạn trừ hết tội nghiệp trong ba đường ác rốt ráo không tạo năm tội nghịch không tạo mười ác nghiệp nữa từ nay trở đi các chúng sanh ấy không sinh vào chỗ khổ báo được sinh về tịnh độ bỏ mạng sông khổ báo được mạng sông trí huệ bỏ thân khổ báo được thân kim cang bỏ khổ ác thú được vui niết bàn nhớ khổ trong ác thú phát tâm bồ đề bốn vô lượng tâm sáu ba la mật thường được hiển tiền bốn vô ngại biển sau sức thần thông được
tự tại như ý. Dòng mạnh tinh tấn không thôi không nghỉ, và thăng tấn tu hành đến khi mang thập hạnh Bồ Địa trở lại độ thoát hết thảy chúng sanh. Chương thứ tám, ra khỏi địa ngục. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nên biết rằng, vạn pháp không đồng, công dụng bất nhất. Như sáng và tối đối đãi nhau, tuy nhiên chỉ có thiện và ác là gồm thâu tất cả. Làm thiện được quả bao tốt đẹp ở các cõi trời cõi người, làm ác thời mắt quả bao xấu xa đau khổ kịch liệt trong ba đường ác vậy. Đó là hai sự thật rõ ràng trên đời không phải dối giả. Những người ngu si lầm lạc phần nhiều sanh tâm nghi ngờ, hoặc cho cõi trời là chuyến bịa đặt, địa ngục là lời nói dối không có. Những người ấy không biết suy nhân nghiệm quả, không biết xét quả tìm nhân. Người không biết phân biệt nhân quả thì cố chấp lấy sự hiểu biết sai lầm của thế gian. Không những chấp không chấp có, mà còn làm thơ làm bài để biêm xích tâm họ trai với điều thiện lợi, mà không hề tự biết sai lầm. Giả như có người chỉ bảo cho thì họ càng chấp chặt lấy thiên kiên, sai lầm còn kiên cố hơn nữa. Những người như thế là họ tự gieo đầu vào đường ác, trong nháy mắt liền thẳng xuống địa ngục. Từ thân hiếu tử không thể cứu được, họ đi vào hầm lửa giác dầu trước hơn ai hết. Họ đi thiêu thân trong lửa nóng giác dầu sôi mà không tự biết, thân tâm tan nát tinh thần thống khổ. Khi ấy ăn năn không kịp. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng thấy rõ thiện ác nhân nương nhau như bóng theo hình, như vạn theo tiên. Tội phước hai đường tuy khác nhau, nhưng cũng phải đợi kỳ trả quả bao nghiêm nhặt. Mong sao mọi người đều sáng suốt, tin tưởng không sinh tâm nghi ngờ. Sao gọi là địa ngục? Kinh dạy rằng, trong tam thiên đại thiên thế giới, ở giữa khoảng hai núi thiết di, chỗ tối tâm nhất gọi là địa ngục, thành sắc bằng sắc dài rộng 1600 vạn dặm. Trong thành chia ra 84.000 ngăn, dưới là lấy sắc làm đất, trên lấy sắc làm lưới, lửa đốt thành ấy, trong ngoài cháy đỏ, chảy ra nước lửa trên cháy suốt xuống dưới, lửa dưới cháy suốt bốc lên trên. Tên riêng của mỗi ngục là ngục nhóm hợp, ngục
tối tăm. Ngục xe dao, ngục rừng kiếm, ngục mai sắt, ngục rừng gai, ngục dòng sắt, ngục hang sắt, ngục hoàng sắt, ngục đá nhọn, ngục hầm than, ngục rừng cháy, ngục hổ lang, ngục kêu la, ngục nước soi, ngục than nông, ngục núi dao, ngục rừng kiếm, ngục đá mài lửa, ngục thành lửa, ngục cột trụ đồng, ngục giường sắt, ngục xe lửa, ngục bánh xe lửa, ngục uống nước đồng sôi, ngục khạc ra lửa, ngục hết sức nóng, ngục hết sức lành, ngục rút lưỡi, ngục đóng đinh vào thân, ngục trâu cài, ngục chém chặt, ngục đao binh, ngục mổ xẻ, ngục sông tro, ngục tiểu giải trào lên, ngục giá lạnh, ngục bùng lầy, ngục ngu si, ngục khóc lóc, ngục đuôi điếc, ngục câm ngầm, ngục lưỡi câu sắt, ngục mỏ sắt nhọn. Lại có những đại tiểu nê lê a tỳ địa ngục, Phật bảo đức a nan sao gọi là a tỳ địa ngục. A nghĩa là vô, tỳ nghĩa là già, a nghĩa là vô, tỳ nghĩa là cưu. Nói chung lại, a tỳ nghĩa là vô già vô cứu, không ngăn dứt, không cứu vớt được vậy. Lại nữa, a là không gián đoạn, tỳ là không lái đồng, a là hết sức nóng nhiệt, tỳ là hết sức khổ não, a là không an nhàn, tỳ là không an trú. Tóm lại, a tỳ là hết sức hành hạ, không tạm nghỉ, không gián đoạn, không lai chuyển, hết sức khổ não, như nung như nấu, không an nhàn, không chấm dứt, cứ hành phát mãi mãi, nên gọi là a tỳ địa ngục vậy. Lại nữa, a là đại diệm, là lửa dữ, tỳ là mãnh nhiệt, là nông, lửa dữ nhập tâm gọi là a tỳ địa ngục. Phật dạy ngài A Nan, địa ngục a tỳ dài rộng bằng nhau 32 dạng dầm, bảy lớp thành sắt, bảy lớp lưới sắt bao bọc ngục a tỳ, dưới có 18 ngăn, xung quanh có bảy lớp thành, đều có đặt rừng dao, trong bảy lớp thành lại có rừng gươm. Dưới 18 ngăn, ngăn có 8 dạng 4.000 lớp bông gốc, đều có 4 đáy đồng cầu, thân dài lân đến 1 dạng 6.000 dầm, mắt như điện chớp, răng như cây gươm nạnh, như núi dao lưỡi, như mũi sắt nhọn, toàn thân chân lông phun lửa dữ, hơi bại như khói, hơi thối khó chịu, thế gian không có vật gì thối bằng. Lại có 18 ngục tốt đầu, như đầu la sát, miệng như miệng giả xoa, cho có 64 con mắt, mắt tung ra,
xa những hoàng sắc nông, như xe chạy xa mười dặm. Răng phía trên cao 160 dặm, đầu trên đầu răng tuôn ra lửa dữ, đốt cháy xe sắt phía trước, làm cho bánh xe kia mỗi lỗ lưới tròn quá làm một ức con dao lửa. Kim kích sắc bén những lưỡi nhọn đều từ trong lửa dữ mà lưu xuất ra. Lửa ra như suối chảy, đốt cháy ngục thành A Tỳ, thành cháy đỏ như nước đồng sôi. Bọn ngục tốt kia đầu có 8 đầu trâu, mỗi mỗi đầu đều có 18 cái sừng. Trên đầu mỗi sừng tuôn ra một đống lửa lớn, đống lửa lớn lại hóa ra bánh xe dao lớn, như bao nhiêu bánh xe, mỗi mỗi bánh xe thư lớp theo nhau chạy trong lửa dữ, ghê gớm đầy cả A Tỳ địa ngục. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tài. Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ quân giai không, độ nhất thiết khổ ách xa lời tự sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Xá lợi tử thì chư pháp không tương, bất sanh bất diệt bất câu bất tình bất tăng bất giảm, thì cố không trung vô sắc vô thọ tướng hành thức vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân y, vô sắc thinh hương vị xúc pháp vô nhãn giới nại chi vô ý thức giới, vô vô minh diệt vô vô minh tận nại chi vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc dĩ vô sở đắc cố Bồ Đề Tát đọa. Y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố tâm vô quay ngài vô quay ngài, cố vô hữu khủng bố viễn ly điên đạo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Tam thế chư Phật Y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa Thị Đại Thần Chú Thị Đại Minh Chú Thị Vô Thượng Chú Thị Vô Đẳng Chú Thị Vô Đẳng Đẳng Chú Năng Trừ Nhất Thiết Khổ Chân Thiệt Bất Hư.
Cô thuyết bát nhã ba la mật đa chú tức thuyết chú viết ít đây ít đây ba la ít đây ba la tăng ít đây bồ đề tát bà ít đây ít đây ba la ít đây ba la tăng ít đây bồ đề tát bà ha ít đây ba la ít đây ba la tăng ít đây bồ đề tát bà ha nam mô a di đà bà già đà tha già đà già đà điệt già tha di rì đô bà tỳ a di rì đà lân đâm bà tỳ a di rì đà tỳ ca lan đế a di rì đà tỳ ca lan đa già di ni già già na chỉ đà ca lễ ta bà nam mô a di đà bà già đa tha già đa già đa điệt già tha di rì đô bà tỳ a di rì đa tân đâm bà tỳ a di rì đa tỳ ca lan đế a di rì đa tỳ ca lan đa già di ni già già na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà già đa tha già đa già đa điền già tha di đi đô bà tỳ a di đi đa tư đâm bà tỳ a di đi đa tỳ ca lan đế a di đi đa tỳ ca lan đa già di ni già già na chỉ đa ca lệ ta bà đệ tử chúng con từ vô thị gây bao tội ác bởi lầm mê đắm trong sanh tử đã bao lần nay đến trước đại vô thượng giác biển trần khổ lâu đời luân lạc với sinh linh vô số điều tàn sông u hoài trong kiếp lầm than con lạc lòng không nhìn phương hướng đoàn con dài từ lâu giấc giường hôm nay trông thấy đạo quý hoàng xin hướng về núp bóng từ quan lại Phật tổ soi đường dẫn bước bao tội khổ trong đường ác trượt vì tham sân si mạng gây nên hôm nay con giữ trọn lời nguyện xin sám hối để lòng thanh thoát trí huệ quang minh như nhật nguyệt từ bi vô lượng cứu quần sanh ôi từ lâu ba chốn ngục hình giam giữ mãi con nguyện ra khỏi theo gót ngài vượt qua khổ ải nương thuyền từ vượt bể ấy hàng nhớ lời ngài bờ giác không xa hành thập thiện cho đời tươi sáng bỏ việc ác để đời quang đãng đem phúc lành gieo rắc phàm nhân lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng mà con nguyện được sống đời rộng rãi
Con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Để theo Ngài trên bước đường lành, chúng con khổ nguyện xin cứu khổ. Chúng con khổ nguyện xin tự độ, ngoài tham sân si mạn ngập trời. Phá si mê trí huệ tuyệt vời, con nhớ Đức Di Đà Lạc Quốc. Phật A Di Đà thân kim sắc tướng tốt quang minh tự trang nghiêm. Năm tu di uyển chuyển bạch hào, bốn biển lớn trong ngần mắt biết. Trong hào quang quá vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong. 48 nguyện độ chúng sanh, chính phẩm sen vàng lên giải thoát. Quy mạng lễ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành. Con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Phụng kinh sám hối công đức thù thắng hành, vô biên thắng phước giai hồi hương. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tóc vàng vô lượng quang Phật sát. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu. Phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa di phủ mầu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Bất thối Bồ Tát Di Bản Lữ, nguyện dị thử công đức phổ cập mư nhất thiết. Ngã đặng giữ chúng sanh dài công thành Phật đạo. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh Phục Nguyện. Thường chúc Phật Nhật Tăng Quy Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Vũ Thuận Quốc Thới Dân An. Thiên hạ thái bình chúng sanh an lạc, tư thời hiện tiền chúng đệ tử thành tâm tác pháp phúng tùng. Lễ lương hoàng sám pháp công đức tôn kinh, nguyện thập phương thường trụ tam bảo. Nguyện chư long thần hộ pháp từ bi gia hộ phổ độ, đẳng đẳng chư gia đình Phật tử hữu danh vô dị. Hữu dị vô danh thừa tư công đức lực, tội diệt phước sanh thiện căn tăng trường. Trí tánh thường minh bát nhã hoa khai, đạo tâm bất thối.
cặp gia hộ gia đình hưng thịnh, quyến thuộc tăng ích đoàn viên, nguyện phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, thường hoạch kiết tường viễn ly khổ ách. Cánh kỳ cửa quyền thất tố, cộng siêu sanh bát nạn tam đồ, câu mong dài khổ phổ nguyện ẩn sư, quấn dục phụ mẫu sanh thành đàn na, tính thí tăng ích phước điền, nguyện pháp với nhân thiên, tình giữ vô tình giai công thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Từ quý ai Phật đương nguyện chúng mà sanh, thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Từ quý pháp đường nguyện chúng mà sanh, thâm nhập kinh tàng trí huệ như hải. Từ quý tăng đường nguyện chúng mà sanh, thống lý đại chúng